Phòng vệ thương mại là công cụ được các nước sử dụng phổ biến hiện nay để bảo vệ sản xuất trong nước trước bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng. Tuy nhiên, theo khảo sát mới đây của VCCI, thì có đến hơn 65% doanh nghiệp Việt Nam có nghe nói nhưng không biết gì về việc sử dụng các biện pháp này. Thực tế này đang đặt ra các thách thức với các doanh nghiệp trong nước, nhất là khi hàng hóa nhập khẩu tràn vào ngày một nhiều theo các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết. Xung quanh lý do vì sao các doanh nghiệp Việt Nam lại thờ ơ với công cụ phòng vệ thương mại, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Châu Giang, trưởng phòng điều tra các vụ kiện phòng vệ thương mại thuộc Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương. Thưa bà, vì sao các biện pháp phòng vệ thương mại được doanh nghiệp các nước trên thế giới sử dụng rất phổ biến, tuy nhiên tại Việt Nam thì các doanh nghiệp lại sử dụng rất là hạn chế công cụ này ạ? Thực sự mà nói, đây cũng là một điều rất là đáng tiếc mà chúng tôi ghi nhận được, khi mà đây là một cái công cụ hợp pháp được WTO cho phép tất cả các nước thành viên sử dụng. Và cho đến hiện nay thì chúng ta cũng có thể thấy là các nước trên thế giới đang sử dụng rất là nhiều các cái hàng rào này, từ những nước phát triển như là Hoa Kỳ, EU cho đến những nước đang phát triển như là Trung Quốc, như là Ấn Độ, Brazil và kể cả những nước trong khu vực như là Malaysia, Indonesia, họ sử dụng rất là nhiều hàng rào này. Thế nhưng mà các biện pháp phòng vệ thương mại ở Việt Nam ấy, thì mặc dù chúng tôi cũng đã từng tuyên truyền phổ biến rất là nhiều nhưng mà vẫn chưa được doanh nghiệp quan tâm, là bởi vì cái tâm lý e ngại tham gia kiện tụng ở Việt Nam rất là cao. Bên cạnh đó thì nhiều các doanh nghiệp họ cũng còn chưa tin tưởng vào cái hiệu quả của cái hàng rào này, cũng như họ sợ rằng là cái việc sử dụng hàng rào này sẽ làm họ phải gọi là lộ ra rất nhiều các cái thông tin, các cái số liệu mà họ không mong muốn. Chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới thì các doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ dần dần thay đổi nhận thức và sử dụng một cách hiệu quả hơn các cái hàng rào này, các biện pháp này. Theo bà thì làm thế nào để có thể là nâng cao hơn nữa cái nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam đối với việc sử dụng các cái biện pháp phòng vệ thương mại để tự bảo vệ mình ạ? Tôi nghĩ một trong những cái kênh rất tốt để có thể giúp cho doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn về các cái biện pháp phòng vệ thương mại đấy là thông qua các hiệp hội. Hiệp hội chính là cầu nối giữa các doanh nghiệp với cơ quan chính phủ, và hiện chúng tôi cũng đang có kế hoạch là trong thời gian tới sẽ phối hợp với các hiệp hội để qua đó tập huấn cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về việc sử dụng cái biện pháp này để họ có thể tự tin và họ có thể sẵn sàng sử dụng biện pháp này. Họ có cần phải chuẩn bị như thế nào trong cái suốt cái quá trình mà sản xuất kinh doanh của mình để phòng khi sẽ có cái lúc họ phải sử dụng cái công cụ này để mà bảo vệ mình hay không ạ? Một trong những cái điều đấy là khi mà doanh nghiệp muốn sử dụng các cái biện pháp này thì số liệu của doanh nghiệp cần phải là rõ ràng, minh bạch, thì khi đó chúng ta có thể mới có thể chứng minh được những cái thiệt hại của cái hàng nhập khẩu sẽ gây ra đối với doanh nghiệp này. Còn nếu họ phải đối diện với các vụ kiện phòng vệ thương mại từ các thị trường xuất khẩu thì họ phải chuẩn bị như thế nào ạ? Đối với các cái doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam ấy, thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là ngay khi chúng ta xuất khẩu là chúng ta phải đối mặt với nguy cơ bị kiện áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới. Vì vậy ngay khi doanh nghiệp xuất khẩu thì hãy chuẩn bị cho mình tất cả từng cái chứng từ, giấy tờ liên quan đến việc sản xuất ra cái hàng hóa đấy, doanh nghiệp phải lưu giữ rất là đầy đủ, hệ thống kế toán nó phải rõ ràng, và doanh nghiệp cũng nên tìm hiểu các cái quy định liên quan đến thị trường đấy, đặc biệt là xem cái hàng hóa đấy đã từng bị kiện ở thị trường đấy hay chưa, hay bị kiện ở thị trường khác hay chưa, và để có cái sự chuẩn bị sẵn sàng giúp mình, cho mình. Đồng thời doanh nghiệp hoàn toàn có thể gọi điện đến cho Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương để xin tư vấn xem là cái hàng hóa này xuất khẩu vào một cái thị trường như thế này thì liệu có đối mặt với rủi ro về cái việc bị kiện chống bán phá giá hay không. Hiện nay chúng tôi cũng đã phát triển cái hệ thống gọi là cảnh báo sớm các cái vụ kiện chống bán phá giá, là một cái công cụ mà giúp doanh nghiệp vào để có thể đánh giá được cái nguy cơ của mình có phải đối mặt với cái vụ kiện chống bán phá giá hay không khi xuất khẩu vào một cái thị trường nhất định. Dạ vâng, xin cảm ơn bạn.